Cũng may là ta chạy nhanh, nếu không gì qua đã điểm nguyệt ta rồi. Anh hùng ca ca, ta làm theo cách huynh dạy ta. Tiếp theo phải làm sao? Đợi. Đợi. Ta chắc chắn người xấu sẽ xuất hiện. Người xấu nhất định sẽ xuất hiện. Huynh không cử động được, ta lại không biết võ công. Người xấu đến thật phải làm sao? Đợi đến khi có động tĩnh, ngươi lập tức gõ chiếc nồi sắt này, dụ mọi người đến, có hiểu không? Để ta thử. Là như vậy sao? Ta hiểu rồi. Chỉ đáng tiếc các ngươi không có cơ hội này đâu. Người xấu đến thật rồi. Diệp Hồng Ảnh, ngươi thông minh cả đời, nhưng lần này ngươi thua rồi. Thua hoàn toàn. Ngươi lại đoạt mạng La Sát. Ta liều mạng với ngươi. Đau quá. Mặc kệ ta, ngươi mau chạy đi. Không được, chúng ta là bạn. Ngươi gặp nguy hiểm, ta làm sao chạy được? Ngươi. Hôm nay các ngươi không ai chạy được. Diệp Hồng Ảnh, nếu ta một kiếm giải quyết ngươi thì quá hời cho ngươi. Hôm nay ta sẽ từ từ lăn trì ngươi bằng từng nhát kiếm. Chết chỉ là một kiểu giải thoát, nhưng chết trong tay kẻ vô dụng như ngươi không đáng. Người chết đến nơi rồi còn lắm lời như vậy. Đừng ba. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ mau cứu anh hùng ca ca đi, vừa nãy bị thương rồi. Hắn có bị thương hay không liên quan gì tới ta? Nhân Nguyện, cứu với, cứu ta với tỷ tỷ. Nhân Nguyện sẵn rồi, cứu ta với, thả ta ra, thả ta ra, cứu ta với. Đồ khốn, ta đánh chết ngươi, thả ta xuống. Tỷ tỷ, bao cứu ta. Sao bên kia lại có người? Mau tránh ra. Tránh ra. Ta không biết sẽ. Mau tránh ra. Tránh ra. Đau quá. Nhân Nguyện sao rồi, có đau không? Không sao gì qua, con không sao. Đông Tình, có chuyện gì? Hắn đến bắt Nhân Nguyện. Lên. Mã Thượng Phi. Mã Thượng Phi. Mã Thượng Phi, ngươi không sao chứ? Ta còn sống. Mau đi giúp đỡ đi. Đừng có dỗ nữa, đau quá. Bỏ đi, ta không cử động được. Thật vô dụng. Được rồi, mặc kệ đi, đi xem Nhân Nguyện. Ai? Xin lỗi, xin lỗi, ta đến nhầm chỗ, đừng đuổi ta. Ta đi ngay đây, đừng. Cô con gái già của ta đây mà. Con, sao lại đứng yên ở đây, không động đậy gì hết vậy? Sao con đứng yên vậy? Ta còn tưởng là pho tượng Bồ Tát. Ba ngày ban mặt cho đến túi nguyệt lâu rồi.
Ta đã nói với con rất nhiều lần rồi, ta đến đây hoàn toàn là để làm việc cho triều đình. Vậy sao lần làm việc này cha không cởi sạch quần áo lo cho nước cho dân? Lần nào cũng giống nhau làm sao được? Thực ra ta đến tìm sư công của con. Sư công? Sư công nào? Sư phụ Diệp Hồng Ảnh của ta. Con nhớ ra rồi, là Diệp Hồng Ảnh lúc nào đanh mặt lại, trông không bằng tướng công của con một chút nào, đúng không? Đúng đúng đúng. Cái gì? Ngài ấy không bằng tướng công của con? Tất nhiên rồi. Ta nói con nghe, hôm đó ta cho người một con chim bồ câu, ta còn nói với người là con chim này bay từ túi nguyệt lâu ra, sau đó thì không nhìn thấy bóng dáng người đâu nữa. Ta nghĩ chắc chắn là người chạy đến đây rồi. Con có nhìn thấy không? Biết đi, sư phụ ta ở đâu? Cha đừng nhắc nữa, hai hôm nay con cũng chịu khổ lắm rồi. Lúc thì bị đói, lúc thì bị người ta điểm nguyệt. Đừng nói sư công của con còn chẳng thấy con chim bồ câu nào. Ngày cứ bị người ta điểm nguyệt. Đám nam nhân không đàng hoàng kia không làm gì con chứ. Cha nói gì vậy? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thì ra là vậy. Được được được, vậy con tiếp tục đứng ở đây đi. Ta đi tìm sư phụ tiếp đây. Cha đừng đi. Cũng không hỏi xem ta tìm được tướng công chưa. Có ai làm cha như cha không? Chỉ cần đẩy kim bạc cắm lên nguyệt đạo ra ngoài là có thể thông nguyệt đạo thôi. Diệp Hồng Ảnh, cứ muốn dẫn khí đẩy kim bạc trước ngực ra để thông nguyệt đạo sao? Diệp Hồng Ảnh, ta cho ngươi cơ hội này sao? Ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Ai vậy chứ? Sư phụ, thì ra người ở đây. Người ở túi nguyệt lâu không đi uống rượu qua mà chạy tới phòng chứa củi làm gì vậy? Quy rồi, vừa nãy giật khi để kim bạc ra ngoài quá vội, ngược lại là bản thân bị thương. Sư phụ, sao vậy? Ai làm vậy? Sao người lại bị thương nặng như vậy? Là ai làm? Đồ nhi đi báo thù thay người. Đừng bám theo ta. Sư phụ, sao người bị thương nặng như vậy chứ? Đồ nhi nhiều người. Người đó xem, khoảng thời gian ngươi vào thành luôn ở trong túy nguyệt lâu. Xin đại nhân đừng trách tội. Không phải ta kéo dài thời gian đến gặp, là do người của túy nguyệt lâu canh gác quá chặt. Ta sợ một khi ra khỏi túy nguyệt lâu sẽ dễ bị nghi ngờ. Theo lời ngươi nói thì lai lịch của người ở túy nguyệt lâu thực sự không đơn giản rồi. Đại nhân, bây giờ ta đã điều tra ra tung tích. Cháu của lão tặc Cố Hiến Thành và con dấu quan đều ở túy nguyệt lâu. Ngươi nói thật không? Không chỉ vậy, ta còn điều tra được Tú bà Qua Di là di phu nhân của phản tướng Hùng Đình Bật. Còn về Vũ Nương Dương Đông Tình là con gái của phản tặc Dương Liên. Cái gì? Dương Đông Tình là con gái của Dương Liên? Thật không? Hoàn toàn là thật. Qua Di và Dương Đông Tình giả vờ làm nữ tử phong trần, mục đích để tiếp ứng phản tặc còn sót lại khác. Nếu Dương Đông Tình là con gái của Dương Liên thật thì chắc chắn cô ta chưa thành thân. Đại nhân, vốn dĩ ta muốn cướp cháu của Cố Hiến Thành đưa đến chỗ ngài, nhưng không ngờ nhất thời lỡ tay, mong đại nhân tha tội. Không không không, lần này ngươi làm rất tốt, ngươi làm gì có tội. Vậy đại nhân, bước tiếp theo ta phải làm gì? Về túy nguyệt lâu, bổn phủ tự có sắp xếp. Dân, Dương Đông Tình. Sư phụ đi cẩn thận. Thiên Hồ Đại Nhân, các người phải bẩm Thiên Hồ Đại Nhân, bọn ta phụng mệnh của Tuần Phủ Đại Nhân đến đây tiếp ứng. Sao hai người biết ta ở đây? Ti chức không biết. Các vị quan gia đã đúng lúc lắm. Sư phụ ta bị thương rồi, mau đưa người về nghỉ ngơi được không? Được.
ta sẽ đưa ngài lên đường. Sư phụ, người đâu? Chạy đi đâu rồi? Con đập chết họ. Bọn họ dễ đánh quá đi. Sư phụ, người không sao chứ? Chẳng phải người làm việc cho quan phủ sao? Ta đám người của quan phủ này muốn giết người. Không liên quan đến con. Ta lại không liên quan. Tương lai của người là tương lai của con, sao lại không liên quan? Được rồi, đừng nói nữa, người bị thương rồi, đi thôi. Con đưa người về khách trạm trước. Tìm nơi không ai biết. Nơi không ai biết. Cái gì? Biến mất rồi. Vừa nãy ta đến phòng chứa củi thì phát hiện hắn ta biến mất rồi. Bọn ta tìm cả trong lẫn ngoài cũng không thấy bóng dáng hắn. Đúng vậy, sao anh Hùng Kaka là như vậy? Không nói câu tạm biệt đã đi rồi. Lập trường của cậu là gì? Hắn là kẻ thù của chúng ta, cậu muốn tạm biệt hắn? Ta không muốn nhìn thấy hắn. Cái cẩu tặc này. Người các người cần tìm liệu có bị cha ta đưa đi rồi không? Cha cô? Đúng vậy, ta đứng ở đây cả ngày rồi. Ngoài cha ta xa, ta không nhìn thấy ai khác. Vậy sao cha cô lại còn bỏ cô ở đây, không đưa cô đi luôn? Người cha bất hiếu kia của ta. Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến nữa. Không thể nào, kim bạc của ta đã phong ấn nguyệt đạo của Diệp Hồng Ảnh. Cái kỳ lạ như cha ngươi không có bản lĩnh để cứu hắn. Nhất định là hắn tự dẫn công ép kim bạc ra ngoài khai thông nguyệt đạo. Dù hắn tự dẫn công để kim bạc ra ngoài thì cũng nhất định sẽ làm bản thân bị thương. Nếu không có người diều thì hắn không thể nào tự chạy khỏi túy nguyệt lâu này được. Có khả năng người diều trên cẩu tặc đó chính là nội gián không? Đúng lúc mọi người đều ở đây, Diệp Hồng Ảnh đã giải nguyệt đạo bỏ chạy rồi. Đây không phải nơi ở lại lâu, mọi người mau rời khỏi đây. Khoan đã, sao ngươi biết Diệp Hồng Ảnh chạy rồi? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ta đưa Cố tiểu thiếu gia về Liêu Đông gặp Diên tướng quân trước. Khoan đã, ta sẽ không để ngươi đưa Dương Nguyện rời khỏi đây đâu. Cô đương, cô nói vậy là ý gì? Ta sẽ cho ngươi hiểu ta có ý gì. Suốt cuộc mọi người muốn tìm cái gì trong phòng của ta? Tìm cái gì? Ngươi còn dám hỏi bọn ta? Bọn ta đang tìm một vật có thể chứng minh ngươi là nội gián. Kỳ lạ thật, sao ta có thể là nội gián? Xem ngươi còn cứng miệng đến bao giờ. Ta tìm được rồi, tìm được rồi. Qua Di, Mã Thượng Phi, hai người mau xem. Ngoan thật, vẫn là Dương Quỷ có bản lĩnh. Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Ta không hiểu ý các người. Hơn nữa, ngay từ mấy năm trước ta đã tiêu quỷ La Sát này rồi. Quỷ rồi, tìm một người làm lại một cái rất khó sao? Vừa nãy người còn lấy cái này đối phó bọn ta. Bây giờ ta hiểu rồi. Ý của các ngươi là đều nghi ngờ ta là nội gián. Bọn ta không nghi ngờ mà là khẳng định. Không, nội gián thực sự không phải ta. Thạch Phá Thiên, không ngờ lại thực sự là ngươi. Nhạc Tân Xuyên, ngay cả ngươi cũng không tin ta. Sự thật bày ngay trước mắt, ngươi muốn ta tin thế nào? Bây giờ ta mới hiểu, Giang Lãng đã chết, không phải là nội gián. Hắn hám công lớn, lần trước hắn cướp qua văn, con dấu quan chỉ là muốn lập công đầu trước mặt Diên tướng quân để thăng quan tiến chức. Còn ngươi mới là nội gián tiết lộ quân tình, sát hại huynh đệ khác. Ta phải trả thù cho các huynh đệ đã chết của ta. Ta nhất định phải báo thù. Các ngươi đừng đổ oan cho ta. Thật oan quá. Đi nói cho các huynh đệ đã chết đi. Đúng vậy. Cô thiếu gia, mau theo ta. Ta không đi với ngươi. Tiểu thiếu gia. Nhạc Tật Xuyên, ngươi chết chưa đền hết tội.
Không cần đuổi theo. Trên tiên có độc, hắn không sống được. Việc đã đến nước này, Tuyết Nguyệt Lâu không phải nơi ở lại lâu. Chúng ta nhanh chóng nghĩ cách đưa Nhân Nguyệt rời khỏi đây. Qua Di à, Qua Di, không hay rồi. Rất nhiều người của quan phủ đến. Tù phụ đại nhân còn nói muốn gặp Đông Tình tỷ. Lại là gã cẩu tặc Phan Nhữ Trinh. Qua Di, cô đi đối phó với ta trước đã. Nhạc Tráng Sĩ, trong phòng Qua Di có một mật đạo. Xin huynh bảo vệ Nhân Nguyện mau rời khỏi đây. Trong phòng Qua Di có mật đạo à? Mã Thường Phi và Nhân Nguyện biết lối vào mật đạo. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi với tỷ. Nhân Nguyện, nghe lời đi. Qua Di, chúng ta đi. Đi. Hai vị, nhanh chóng thu dọn hành trang đơn giản. Chúng ta gặp nhau ở phòng của Qua Di. Đương gia, chắc chắn con gà trắng ngon hơn con gà đen. Con gà đen của ta to. Ta nói hai ngươi, dù là gà trắng gà đen, chỉ cần có thể hầm canh giúp sư phụ bồi bổ cơ thể thì nó là gà ngon. Vậy con gà của ta ngon, con của ta ngon hơn, của ta ngon hơn. Này này, ta nói ngươi mau đuổi theo đi. Đương gia, sao lại có người chết ở đây? Người chết à? Người chết. Chỉ có thể khẳng định là hắn là cái bánh lớn. Bánh. Người xem tấm thẻ lấp lánh trên eo của hắn đi. Đó chắc chắn là bằng vàng. Nếu cầm nó tới tiệm cầm đồ thì bán được bao nhiêu tiền chứ? Còn ngay ra đó làm gì? Mau lên đi. Chẳng lẽ đương gia ta phải tự mình lên lấy sao? Đương gia ta sợ lấy đồ của người chết sẽ gặp báo ứng đó. Gặp báo ứng gì chứ? Có tiền không kiếm mới là gặp báo ứng. Hắn không lên thì ngươi lên. Ta thà chịu báo ứng còn hơn là chạm vào đồ của người chết. Ta sợ lắm. Hai ngươi ngoài ăn ra còn biết làm cái gì? Học hỏi đi. Đương gia đây tự mình ra tay. Ai? Không không không, ta không phải người. Nói. Không không không, ta không phải người xấu. Đại gia, ngài thả đương gia của bọn ta ra đi. Thả ra đi. Thả đương gia của bọn ta ra. Ta nói cho ngài biết, nếu ngài không thả, bọn ta quỳ xuống trước ngài đó. Đại hiệp, ngài đừng làm ta bị thương, làm đau ta quá. Ngài làm đau ta, sư phụ của ta sẽ không vui đâu. Ta nói cho ngài biết, sư phụ ta là thiên hộ đại nhân Diệp Hồng Ảnh của Thần Cơ Doanh nổi tiếng giang hồ. Người đó cái gì? Diệp Hồng Ảnh. Người biết hắn ở đâu không? Ta biết. Đưa ta đi gặp hắn. Nhiều quan binh như vậy. Qua gì? Tuyết Nguyệt Lâu trở thành nha môn từ khi nào vậy? Được rồi, cô tham gia ít thôi. Quanh quanh ý ý, nhát cô ấy ra ngoài đi. Dạ. Các cô muốn làm gì? Đừng chạm vào ta. Nghe thấy không? Đừng chạm vào. Thả ta xuống. Nghe thấy không? Nào, nhanh lên, nhanh lên. Khiêng vào đây cho ta. Mau khiêng vào. Được rồi, để ở đây đi. Các ngươi ra ngoài trước đi. Dân. Đại nhân, ngài có việc gì mà ban đến nhiều lễ vật như vậy? Chẳng lẽ là vì Tuyết Nguyệt Lâu bọn ta cống hiến cho bách tính hoàn thành nên đặc biệt ban tới thưởng cho bọn ta sao? Không thành vấn đề. Ta gọi tất cả cô nương ra đây, nói tiếng cảm ơn ngài. Không cần gọi nhiều người đến nữa. Ta mang những thứ này đến chỉ để tặng cho Dương Đông Tình cô nương. Đông Tình xin nhận tấm lòng của đại nhân. Chỉ e không công không nhận bổng lộc. Ngài vẫn nên mang những thứ này về đi. Đúng vậy đại nhân, tục ngữ nói hay lắm. Không công không nhận bổng lộc. Bọn ta không làm việc đội trời đạp đất gì. Ngài tặng thứ quý giá này, Đông Tình làm sao mà chịu được? Tất nhiên là chịu được. Ta nói thật, ta mang những thứ này đến là có việc muốn xin Dương cô nương. Xin ta sao?
Đại nhân, ngài quyền cao chức trọng sinh một nữ tử thanh lâu như ta thì chẳng phải là rất nực cười sao? Đúng vậy đại nhân, ngài đúng là đùa bọn ta. Tuyết Nguyệt Lâu có bản lĩnh gì có thể khiến ngài xin bằng lễ vật hậu hĩnh như vậy? Tất nhiên là có. Vậy ngài nói thử xem sao, ngài xin điều gì? Cầu thân. Cầu thân? Đúng vậy, hôm nay ta đặc biệt cầu thân với cô. Những thứ này đều là sính lễ ta đặc biệt mang đến, cô không mau nhận lấy. Nực cười, ngài đã cầu thân nhưng ta không cần phải nhận lời ngài. Vậy nên ta xin ngài mang những thứ này về hết đi. Ở đây không tiếp đón ngài, e rằng cô không quyết định được. Đại nhân, chẳng phải ngài nói không cưới đồng tình của bọn ta sao? Bây giờ sao lại nuốt lời? Ngài cũng biết đồng tình đã là người có phu quân rồi, hơn nữa còn có con gái 8 tuổi. Đúng vậy, có phải con gái của họ Cố tên Nhân Nguyện không? Quả nhiên tên gian tặc này biết thân phận của Nhân Nguyện rồi, còn muốn lừa ta. Những sinh lễ hôm nay cô muốn nhận thì nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Ta nói rõ ràng với các cô, hôm nay ta còn phải vào động phòng. Phan Dĩ Trinh, không phải ngươi đang cầu thân, ngươi là đang ép thân. Ta ép cô đó thì đã sao? Ngươi, đại nhân, dù đề thân hay là ép thân thì ngài cũng phải cho bọn ta chút thời gian để bọn ta chuẩn bị, cũng hẹn ngày giờ hoàng đạo may mắn gì đó. Hôm nay là ngày vui của ta, hôm nay là ngày may mắn. Nhưng nếu các cô không đồng ý, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các cô. Phan Dữ Trinh, yên tâm đi Dương cô nương, đã thể hiện thành ý rồi thì ta sẽ lệnh cho thuộc hạ của ta làm lễ hậu táng dễ dàng cho Dương Liên đại nhân, cũng là nhạc phụ của ta. Như vậy cũng coi như trọn hiếu. Đại nhân, ngài nói gì vậy? Ngài làm bọn ta hồ đồ rồi. Hồ đồ? Thật không ngờ, trải qua qua bà vợ thứ 13 của Hùng Đình Mật, nổi tiếng trong giang hồ năm đó, lại hồ đồ. Ta đùa thôi. Chuyện này ta biết. Cô võ nghệ cao cường, nhưng dù cô đánh được ta, có thể đánh được binh lính ta dẫn theo không? Ngài đã nói đến mức này rồi, vậy thì nói đi, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Ta nói rất rõ ràng, hôm nay chỉ cần đồng tình cô nương vào động phòng với ta, ta có thể suy nghĩ cho tất cả những người của Tuyết Nguyệt Lâu một con đường sống. Nhưng nếu các cô uống rượu phạt, không uống rượu mừng, không cho ta làm chuyện vui này, thì ta sẽ làm tang sự cho tất cả mọi người ở Tuyết Nguyệt Lâu này. Dương cô nương, ta biết cô là người hiếu thuận, nếu không cô không liều mạng cứu Dương Liên đại nhân, cũng là cha cô về. Vậy nên ta nghĩ cô sẽ không nhẫn tâm trơ mắt nhìn xác của cha cô bị đào từ mộ lên rồi treo ở lầu trên cổng thành, săn đe bắt tính ngoài phố. Cẩu tặc, cô mắng ta càng thậm tệ, chứng tỏ cô yêu ta càng sâu đậm. Nhưng mà cô phải nghĩ kỹ, tính mạng mấy chục người ở Tuyết Nguyệt Lâu đều phụ thuộc vào suy nghĩ của cô. Cô phải nghĩ cho kỹ, có thành thân hay không. Hay là như vậy đi đại nhân, mời ngài về trước, đợi đồng tình sửa soạn xong ta sẽ đưa đến phủ của ngài. Không, ta đợi ở đây. Cái gì? Tuyết Nguyệt Lâu dọn một phòng cho ta, làm phòng tân hôn của bổn phủ đi. Dương cô nương, cô suy nghĩ kỹ rồi thì đến phòng tân hôn tìm ta. Cái gì? Phòng của Hoa Di có mật đạo, hoàn toàn chính xác. Xin hỏi đại nhân, sao không cho ta bắt đứa trẻ đó về ngay bây giờ? Không, vẫn chưa đến lúc. Đợi Dương Đông Tình đi theo bổn phủ, rồi giết sạch người của Tuyết Nguyệt Lâu, đến lúc đó vẫn chưa muộn. Dạ.
Mau lên đi tiểu thiếu gia, đừng có để Tân Tráng Sĩ đợi lâu. Muộn nữa là không rời khỏi Túy Nguyệt lâu được. Ta thực sự không muốn rời khỏi Túy Nguyệt lâu. Ta không nỡ xa tỷ tỷ và Hoa Di. Không được vào phòng này. Quan gia, ta không dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này, Hoa Di sẽ trách ta. Quan gia, ngài đừng làm khó kẻ tạp dịch như ta. Mất bát cơm thì ta phải làm sao? Ngươi mất bát cơm nhưng mà còn hơn là mất đầu. Đi đi. Cái gì? Cô quyết định đến mình phải chịu thiệt? Ta không đồng ý. Để cứu tính mạng tất cả mọi người ở Túy Nguyệt lâu, bảo vệ tôn nghiêm của cha ta, ta phải chịu thiệt thôi. Nhưng ta và cô thân như tỉ muội, cùng ra sống và chết nhiều năm như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn cô, một hoàng hoa đại khuê nữ, để tên ác tặc làm nhục. Nhưng vì Hoa nên hiểu, vết hằn trên quan ứng của Như Nguyện có liên quan tới bao nhiêu tính mạng của nghĩa sĩ, bao nhiêu người vì bảo vệ quan ứng này không tiếc mà hy sinh tính mạng, rơi vào trong tay bọn trộm cướp khốn nạn. Phong trần song hiệp, thập tam thiết kỵ, so với họ, chút thiệt thòi này của ta có là gì đâu. Nhưng mà cô chịu thiệt cũng phải chịu cho đáng. Bọn đàn ông kia muốn những gì cô còn không biết sao? Chỉ cần có phụ nữ trong tay, những tên đàn ông đó sẽ chẳng thèm nhìn lấy thêm một lần nào nữa. Lẽ nào cô không nhìn ra tên Tuần phủ họ Phan này chỉ muốn chơi đùa cô? Chỉ cần sau khi cô đồng ý với hắn, hắn vẫn sẽ phái binh săn bằng Túy Nguyệt lâu của chúng ta. Trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết. Vậy cô vẫn cam tâm tình nguyện hy sinh uổng phí như vậy sao? Đông Tình, cô nghe ta, theo ta đưa mọi người chạy trốn. Phan Dự Trinh đã phái binh bao vây xung quanh Túy Nguyệt lâu, muốn rời khỏi đây còn khó hơn lên trời. Nếu như thực sự muốn đi, ta phải ở lại đây níu giữ hắn, cố hết sức kéo dài thời gian. Đến lúc đó, cô nhất định phải dẫn mọi người rời khỏi đây an toàn. Vậy như vậy đi, ta cứ liều xong ra. Võ công cô tốt, có thể liều xong ra, nhưng mà những người khác thì phải làm sao? Quanh quanh yến yến do công bình thường, thiên công Mã Thượng Phi lúc được lúc không, lỡ gặp phải chuyện gì, một mình cô lo được cho họ không? Ta, đặc biệt là Nhân Nguyện, để tuyệt đối không thể gặp bất cứ sự cố gì. Cô phải đưa để bình an đến Liêu Đông, giao vào tay Diên tướng quân. Không thì sự hy sinh của nhiều nghĩa sĩ như vậy sẽ đều trở nên uổng phí. Tất cả quan trung lương trong triều đình cũng bị tàn sát bởi Ngụy Trung Hiền. Nhưng bà, không phải trước đây gì qua từng dạy ta là bất cứ chuyện gì đều nên nghĩ cho đại cục trước sao? Sao trước đây ta lắm lời như vậy, còn dạy cô cái này? Chỉ cần ta cố hết sức kéo dài thời gian, mọi người sẽ càng có nhiều thời gian rời khỏi Túy Nguyệt lâu. Vừa nãy ta đã cho Nhạc Tân Xuyên dẫn Chân Quyền rời đi trước từ đường bí mật. Ta cũng đã cho Quanh Quanh Ý Yến nhanh chóng rời đi, mong rằng họ thực sự có thể bình an vô sự. Nhưng mà bây giờ người ta lo nhất là cô. Đứng lại! Quan gia làm gì vậy? Làm người ta hết hồn. Đúng vậy quan gia, hôm nay là ngày đại hỷ, Đông Tiền tỷ nhà ta xuất giá. Hai chúng ta đi chợ mua đồ để tối có thêm món cho cô gia Phan đại nhân. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ mua nhiều món nhiều rượu, tối nhắm cùng với quan gia. Đúng vậy, bất lắm lời đại nhân dặn dò, bất kể lý do gì không cho ra ngoài Túy Nguyệt lâu nửa bước. Quay về. Phan Dữ Trinh, tên cẩu tặc nhà ngươi, ta liều mạng cũng phải đồng quy du tận với ngươi. Ngày vui của ngươi nhất định sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tại sao lại tìm ta? Vì ngươi và ta như nhau đều muốn lấy mạng một người.
Người ngươi nói là ai? Nhạc Tân Xuyên. Ngươi muốn giết hắn ta là gì? Vì hắn là thập tam thiết kỵ của thuộc hạ Diên Tướng Quân. Ta muốn mặt của hắn là gì? Là gì? Hắn là phản đồ, hại chết các huynh đệ của ta. Đáng hận là ta đã bị trúng kịch độc. Ta không còn cách nào khác. Ta chỉ đành cầu xin ngươi giết hắn, diệt trừ thập tam thiết kỵ là sứ mệnh ta phải hoàn thành. Ngươi không cần cầu xin. Nhưng mà Nhạc Tân Xuyên, trong tay hắn có La Sát Tiêu, không dễ đối phó. Đâm đó, ta cũng vì La Sát Tiêu này mới có thể thoát chết khỏi tay ngươi. La Sát Tiêu này giao cho ngươi cầm lấy để đối phó Nhạc Tân Xuyên. Cầu xin ngươi. Đi thôi. Thạch Phá Thiên, ngươi thực sự không còn là Thạch Phá Thiên trước đây nữa. Tuy ngươi và ta lập trường khác nhau, nhưng Diệp Mổ kính trọng người đàn ông có cốt cách như ngươi. Đại nhân, có phải ta có chỗ nào hầu hạ chưa chu đáo? Không cần ngươi hầu hạ bổn phủ uống rượu ở đây. Gọi Dương Đông Tình ra đây. Đại nhân uống chút rượu nguôi giận. Đi. Yên Yến, chắc chắn cô hầu hạ không tốt, đã đắc tội đại nhân chúng ta, còn không mau ra ngoài. Dạ gì quá. Ta nói này đại nhân, hôm nay ngài sắp làm quan tương lang rồi, sao lại nóng giận như vậy? Nói thì hay, quan tương lang, ta chưa từng thấy quan tương lang một mình ngồi trong phòng không đợi tân nương như ta. Chẳng lẽ là không được giận? Xem ngài kìa, nói bản thân thiệt như vậy. Hay là ta uống với ngài một đi, ngài hạ quả nhé. Nếu cô ta không đến, chỉ uống rượu ta không vui giận được. Người đi nói với Dương Đông Tình, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thực sự không thể trách Đông Tình và chúng ta. Đại cô nương người ta lần đầu xuất giá, trong lòng khó tránh nỗi sợ hãi. Sợ? Cô ta là khâm phạm triều đình, bổ phủ vì cô ta mà không sợ chậm trễ công vụ. Cô ta sợ? Cô ta có thể theo bổ phủ là phúc phận kiếp trước cô ta tu được. Nói như vậy không sai, nhưng mà hôm nay cho dù thế nào cũng là ngày đại hỷ của Đông Tình và chúng ta. Ngài cho cô ấy thêm chút thời gian, để cô ấy trang điểm cho tử tế, trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Lần đầu tiên của con gái nhà người ta mà, ai mà chẳng mong bản thân là một tân nương xinh đẹp nhất. Hơn nữa ngài cũng không hề chuẩn bị mũ miệng phượng cho cô ấy, đã đủ thiệt thòi rồi. Chẳng lẽ được rồi, ngươi lắm lời đủ chưa? Đừng tưởng bổ phủ không biết các ngươi có ý định gì. Vì qua à, ta trân trọng nói với cô, cô đi chuyển lời nói lại với Dương Đông Tình, sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Ta đợi cô ta thêm một giờ, nếu cô ta còn không ra, bổn phủ sẽ giết người. Đến lúc đó người bị giết là cô hay là đứa bé họ Cố gì đó thì ta cũng không chắc đâu. Đại nhân, ngài tội gì phải làm như vậy? Đông Tình đã đồng ý với ngài rồi. Vậy thì bảo cô ta mau đến đi. Ta nói với cô, nếu thực sự phải đợi đến khi bổn phủ động đến đau thì chuyện này chẳng còn gì để bàn bạc nữa. Dân, ta nhất định sẽ chuyển lời cho cô ấy. Nhưng mà có chuyện này, đã đến nước này rồi, ta không thể không nói với đại nhân. Thật ra trước đây Đông Tình nhà chúng ta từng có hôn ước. Ngươi lại đang lừa bổn phủ. Lần này là thật.
Hơn nữa, vị hôn phu của Đông Tình cũng là người làm quan. Có lẽ đại nhân cũng biết là ai. Chính là thiên hộ đại nhân của Thần Cơ Doanh, Diệp Hồng Ảnh. Diệp Hồng Ảnh, nhìn dáng vẻ của ngài, có phải không muốn đắc tội ngài ấy không? Thú vị quá. Diệp Hồng Ảnh và Dương Đông Tình từng có hôn ước, chuyện này quá thú vị đi. Đại nhân à, ngài nói quá thú vị. Có phải muốn nói chúng ta đều là người một nhà, muốn tha cho Đông Tình không? Vì qua ta phải nói thật với cô, ta thật sự hận tới tận xương con người Diệp Hồng Ảnh. Hắn ta và Dương Đông Tình từng có hôn ước, và tối nay Dương Đông Tình nhất định phải thành thân với ta. Ta muốn xem Diệp Hồng Ảnh biết ta động phòng với thê tử chưa qua cửa của hắn thì sẽ có phản ứng thế nào. Không rồi, muốn lấy Diệp Hồng Ảnh ra dọa hắn, để hắn biết khó mà lùi. Không ngờ trái lại chữa lợn lành thành lợn què. Đừng ồn ào nữa tiểu thiếu gia, xem ra không ra khỏi túy nguyệt lâu được rồi. Cậu nói xem tên tráng sĩ khốn nạn chạy đi đâu rồi, chẳng biết khi nào mới tìm được ra. Viên đại tướng quân à, lão thái gia nhìn thấy rồi chứ? Ta thật sự đã cố hết sức rồi. Ta là cố hết sức rồi. Ta luôn bảo vệ tiểu thiếu gia, ngài tuyệt đối đừng biến thành ma đến tìm ta. Đêm hôm nằm mơ cứ thấy ngài. Lão thái gia, lão thái gia phù hộ. Lão thái gia bây giờ có gặp được viên tướng quân hay không? Ta cũng không lo một chút nào hết. Người ta lo nhất là tỷ tỷ và dì qua, không biết suốt cuộc họ thế nào rồi. Cả ngày từ sáng tới bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Tìm phòng bếp xem có đồ gì ăn hay không. Dì qua, sao hai người ngồi ngay ngốc ở đây? Cái gì mà ngồi ngay ngốc? Ngay ngốc không cần đạo lý, tiêu hao thời gian nhạt nhẽo. Tình cảnh bây giờ của chúng ta nguy hiểm bao nhiêu, người biết không? Vừa nãy quanh quanh yến yến nói với con, đi đâu cũng có quan binh canh chừng, không cho bất cứ ai rời khỏi túy nguyệt lâu. Không phải ta đã cho nhạc trắng sĩ đưa hai người rời khỏi đây sao? Đúng, nhưng cửa phòng gì cũng có quan binh canh, không cho bất cứ ai vào. Chẳng lẽ quan binh đã biết đường bí mật ở phòng mình? Vậy nhạc trắng sĩ thì sao? Nhắc cái tên nhạc trắng sĩ đó làm gì? Trắng sĩ gì chứ? Sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Không thấy bóng dáng. Lẽ hắn ta vừa biết tình cảnh nguy hiểm của túy nguyệt lâu chúng ta, hắn đã chuồn đi rồi. Hắn sợ rồi sao? Dì qua, dì cứ nói nguy hiểm, nhưng con không thấy nguy hiểm gì hết. Không phải dì nói đi chỗ nào của túy nguyệt lâu cũng có quan binh canh gác sao? Nhưng bọn chúng không làm gì chúng ta. Con thì hiểu cái gì? Những tên quan binh đó vẫn chưa đối phó với chúng ta, không có nghĩa là chúng ta đã an toàn. Nếu không phải do Đông Tình đồng ý động phòng với tên cẩu tặc họ Phan, cố ý kéo dài thời gian, chỉ e trên dưới túy nguyệt lâu sớm chết sạch rồi. Đợi đã, vừa nãy người nói Đông Tình cô nương động phòng với tên cẩu tặc kia sao? Đúng. Cứ nghĩ đến Đông Tình vì cứu mọi người hà để bản thân thiệt thòi, trong lòng ta rất buồn. Vì qua Mã Thượng Phi, sao hai người lại căng thẳng như vậy? Vừa nãy hai người nói gì? Tỷ tỷ đồng ý đồng phòng. Đồng phòng có nghĩa là gì? Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, cậu bị làm sao vậy? Cậu đọc sách nhiều năm như vậy, làm gì có thể không biết đồng phòng có ý nghĩa gì? Ta thực sự không biết. Người nói ta biết đi. Sư nương, người có kinh nghiệm khá nhiều về mặt này, người dạy đứa bé đi. Cái gì? Ta nhiều kinh nghiệm cái gì? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta kinh nghiệm phong phú? Dì qua, dì đừng giận Mã Thượng Phi. Hắn có thể cũng không biết đồng phòng có nghĩa gì đâu. Dì nói với ta đi, rốt cuộc đồng phòng có nghĩa là gì? Đồng phòng chính là... Vậy chuyện này thế nào đây? Dù sao chính là Đông Tình đồng ý làm vợ tên cẩu tặc họ Phan rồi. Đúng. Cái gì? Tỷ tỷ của ta đồng ý lấy tên xấu xa đó, sao dì không khuyên tỷ ấy? Ta khuyên rồi, nhưng mà cô ấy vì cứu mọi người, đặc biệt là cứu con, cô ấy thà hy sinh bản thân mình. Không được, con không thể để tỷ tỷ lấy tên xấu xa đó. Con tuyệt đối không để tỷ tỷ làm vợ tên xấu xa.
giật về chỗ cũ. Tỷ đeo chiếc vòng ta tặng tỷ, tỷ chính là vợ của ta. Tỷ à, để không đồng ý tỷ lấy tật xấu xa đó, để không cho đâu. Nhân Nguyện, để đang nói gì vậy? Dì Qua và Mã Thượng Phi nói ta nghe hết rồi. Tỷ tỷ vì cứu ta phải gả cho tật xấu xa đó, ta không cho đâu. Nhân Nguyện, nghe lời tỷ tỷ, ta không nghe, ta không cần tỷ tỷ cứu ta. Để bỏ tỷ tỷ xa, bỏ xa đi, ta không bỏ, đừng có dính lấy ta. Ta từng nói thương đệ nhất, nhưng bây giờ tỷ muốn lấy tật xấu xa đó. Có phải là tỷ tỷ không cần ta nữa không? Có phải tỷ tỷ không cần Nhân Nguyện nữa không? Không được khóc. Phải, để không nghe lời lại hay khóc nhè như vậy. Tỷ tỷ ghét đệ, tỷ không nhận người đệ đệ này, cũng không đối xử tốt với đệ nữa. Tỷ tỷ, ta không tin lời tỷ, tỷ đừng không cần ta được không? Nếu như đệ còn nhận ta là tỷ tỷ, đệ phải nhớ lời tỷ tỷ. Từ nay về sau, đệ không được khóc nữa. Học cách hiểu chuyện như đàn ông, đừng để tỷ tỷ phải lo cho đệ. Đừng để mọi người phải lo cho đệ. Tỷ tỷ, ta không khóc. Ta ngoan ngoãn nghe lời tỷ. Nhưng ta không muốn làm tỷ tỷ lo cho ta. Tên cẩu tặc Phan Nhữ Trinh này, ta phải giết hắn bằng được. Đứng lại cho ta. Ngươi làm việc lỗ mãng, không một chút chừng mực nào như vậy. Không sợ sự hy sinh của Đông Tình uổng phí sao? Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Đông Tình của nương nhảy vào đống lửa. Đủ rồi, Đông Tình đã đủ thiệt rồi. Ngươi còn nói những lời vô tích sự này làm gì? Nhân Nguyện, đệ phải nhớ kỹ, chiếc sợi quan ứng trên mông đệ có liên quan tới sự an toàn tính mạng của rất nhiều người. Nếu như nó rơi vào tay kẻ xấu, dân chúng trong thiên hạ sẽ không còn những ngày thái bình. Cho nên đệ nhất định phải hoàn thành di nguyện của gia gia đệ, giao nó cho Viên đại tướng quân một cách an toàn. Có rõ chưa? Ta rõ. Nhưng mà tỷ tỷ, nhớ lấy lời của ta. Dì Qua, Mã Thượng Phi, hai người mau nghĩ cách đưa Nhân Nguyện đi. Ta muốn một mình yên tĩnh. Được. Đau. Ta không đi. Ta không đi. Ta không đi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ta không muốn tỷ tỷ lấy tên xấu xa. Ta không muốn. Được rồi, tiểu tổ tông của ta, ta cầu xin con có được không? Đừng khóc nữa, đừng làm ầm lên. Ta không muốn tỷ tỷ lấy tên xấu, ta phải khóc ầm lên. Tiểu thiếu gia, khóc mệt rồi, uống miếng nước rồi khóc tiếp. Ngươi làm gì vậy? Ta không cần. Khóc mệt rồi. Vậy ngươi phải đồng ý cho tỷ tỷ không cưới người khác với ta, không thì ta khóc. Cậu thấy tính cách của Đông Tình cô nương rồi, cũng không phải không biết. Chuyện cô ấy đã quyết định, ai nói cũng không có tác dụng. Cậu như vậy không phải làm khó ta sao? Đó là vì ngươi vô dụng, không phải Mã Thượng Phi vô dụng. Đến ta cũng không nói được Đông Tình. Chứ đừng nhắc tới Mã Thượng Phi. Nếu có anh hùng ca ca thì tốt rồi. Nếu như anh hùng ca ca, chắc chắn người đây sẽ giúp ta. Đúng vậy. Sao ta không nghĩ tới? Đúng cái gì mà đúng? Nghĩ cái gì mà nghĩ? Cái tên điểu nhân đó là kẻ thù của chúng ta. Hắn có thể giúp chúng ta chuyện này sao? Chuyện này không chắc đâu. Đông Tình từng nói với ta, cô ấy có hùng ước với tên điểu nhân đó. Thật sao? Vậy sau này ta nên gọi anh hùng ca ca là tỷ phu, hay gọi tỷ tỷ là anh hùng tẩu tẩu? Chuyện chưa đâu vào đâu, thằng nhóc như cậu kích động cái gì? Liên quan gì tới cậu? Hai người họ thực sự có hôn ước sao? Sao chuyện lớn như vậy tôi không biết. Chuyện người ta liên quan gì tới ngươi? Hai người nghĩ xem, có tên đàn ông nào không sĩ diện? Ta không có sĩ diện, ngươi không phải đàn ông. Nếu Diệp Hồng Ảnh biết thê tử chưa qua cửa của hắn sắp bị người khác chiếm đoạt, vậy thì sao hắn có thể nuốt trôi cuộc tức này được? Ta hiểu rồi. Dì Qua muốn mượn anh hùng ca ca để đối phó tên xấu xa, không để tên xấu xa đó thành thân với tỷ tỷ, đúng không?
Thông minh? Thông minh cái gì? Đúng là ngốc. Họ đều là người của quan phủ, họ có thể lo chuyện dơ dẫn này sao? Thế nào là chuyện dơ dẫn? Đây là chuyện lớn. Hơn nữa tên Phan Nhữ Trinh nói với ta, quan hệ của hắn và Diệp Hồng Ảnh như nước như lửa. Nếu như Diệp Hồng Ảnh biết người muốn chiếm đoạt thê tử chưa qua cửa của hắn chính là Phan Nhữ Trinh, chắc chắn không nuốt trôi cuộc tức này. Hay quá, vậy tỷ tỷ không cần lấy tên xấu xa rồi. Vui cái gì? Chuyện không đâu ra đâu. Hơn nữa tên điểu nhân Diệp Hồng Ảnh ở đâu chúng ta có biết đâu. Chúng ta không biết Diệp Hồng Ảnh ở đâu, nhưng mà có một người có lẽ sẽ biết. Ai? Nương tử của ngươi. Vào đi. Đây. Tướng công. Tướng công, nói chuyện chính. Người mau nói cho chúng ta, anh hùng ca ca ở đâu? Anh hùng ca ca? Ai là anh hùng ca ca? Ta đâu có quen. Ta biết hắn ở đâu. Rất có khả năng người được cha cô dìu đi là người đó đó. Cô phải nói sớm. Sư công của ta sao? Quan tâm hắn là sư công hay là sư bá, cô mau nói đi. Có thể tìm được cha cô ở đâu? Rốt cuộc các người muốn tìm cha ta hay muốn tìm sư công của ta? Các người tìm cha ta làm gì? Hơn nữa không phải các người nói rồi sao, cha ta là thứ phế vật, tìm ông ta cũng không có tác dụng. Cho dù các người có tìm ông ấy nói với các người rồi cũng chưa chắc là thứ các người muốn nghe. Cho dù thứ các người muốn nghe cũng chưa chắc là sự thật. Cho dù là sự thật, các người tin được lời ông ấy nói không? Cho dù các người có tin, vậy thì cũng phải nói xem lời ông ấy nói có phải thật hay không. Sao cô lắm lời vậy? Mã Thượng Phi, đừng có nóng. Người mau nói chúng ta biết suốt cuộc cha người ở đâu. Cha ta không có tiền ở chỗ quỷ này thì chắc chắn đang ở nhà rồi. Cha cô ở đâu? Tướng công, chàng nghiêm túc một chút đi. Chàng muốn tới nhà ta cầu hôn sao? Dùng lực đi. Xuống dưới. Các người đừng lắm lời như vậy, mau nói đi. Đường tới nhà cô đi thế nào? Tướng công, chàng đừng quên đường đến nhà chúng ta nhé. Ra cửa rẽ phía nam, ba đường giao nhau, sau đó rẽ trái, chàng sẽ nhìn thấy một bảng hiệu bên trên với chữ Hắc Phong Đường, chính là nhà của ta. Tướng công, nếu chàng muốn đến nhà ta, chàng đừng quên mang sính lễ. Cha ta thích nhất là cái này. Hắc Phong Đường, mau đi thôi. Tướng công, sao ta lại không cử động được nữa vậy? Không cử động được. Cho cô quả ngọt này. Không cử động được nữa. Thật tốt quá. Nói ngọt quá. Tướng công, tướng công, chàng đừng quên quan tâm tới ta. Vừa nãy nương tử người nói đường đến nhà cô ta, người nhớ rõ không? Ta nhớ không rõ lắm, loạn hết cả lên, nhưng ta có thể tìm được. Người nói vậy là ý gì? Ta nói rõ với ngươi, cô ấy không phải nương tử của ta, cô ấy còn lợi hại hơn cả nương của ta. Chán chết đi được. Cho dù có phải hay không, bên ngoài nhiều quan binh canh giữ vậy, chúng ta không ra ngoài được. Chuyện tìm Diệp Hồng Ảnh lần này trông cậy hết vào ngươi. Trông vào ta? Tức ngươi không ra được, ta cũng không ra được. Ngươi khác, không phải ngươi biết bay sao? Ta biết bay có một chút thôi. Biết bay thì một chút đó, nhưng mà ta bay có điều kiện, phải thật sự bó tay rồi ta mới có cảm giác muốn bay lượn. Không thể muốn bay lúc nào là bay lúc đó. Chuyện này chúng ta đều biết. Nhưng Nguyễn nói đã nghĩ xong hết cách rồi. Vì qua cậu ấy vẫn là đứa trẻ, lời nói mãi mãi không đáng tin. Nó làm gì vậy? Cứ tự xem đi. Tiểu thiếu gia, làm gì vậy? Thiếu gia. Trẻ con chơi lửa rất nguy hiểm. Cậu muốn làm gì? Xem cái này là cái gì? Kìm lửa. Dùng để làm gì? Dí bỏng bông của ngươi. Sư nương à, quản cậu ấy đi. Đừng chạy. Bay lên rồi. Bay lên thật rồi. Cách này hay đấy. Cao quá. Có thể tìm được Diệp Hồng Ảnh hay không? Trong vòng ngươi đó. Được. Đợi ta. Có thể cứu được Đông Tình hay không? Tìm Diệp Hồng Ảnh là tia hy vọng cuối cùng.
lần này tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Cứu với, tôi không xuống được. Tránh ra. Trên trời rớt xuống một tảng thịt lớn như vậy, ngươi làm gì vậy? Béo thật. Sao mồm lại mọc cỏ trên vậy? Ngươi trồng cây chuối rồi còn nói năng chán quá vậy? Ngươi làm gì đó? Vốn dĩ phía trước đã đau, bây giờ phía sau cũng đau nốt. Lần này miệng của ngươi mọc ở phía trên rồi. Ta đến chỗ ta làm gì? Ban Hòa gặp mặt chưa? Ta không tìm ông, ta tìm Điểu Nhân. Điểu Nhân à, ta đến tìm ngươi. Tìm ta? Hình như ta và ngươi không có giao tình. Đúng, không có giao tình gì. Nếu ta không thấy ngươi sắp bị cấm sừng rồi, ta thèm quan tâm tới ngươi. Ngươi dám sỉ nhục sư bá của ta? Ta thấy ngươi rõ ràng đang buồn thì muốn thác mai cho rồi. Đây không phải thành ngữ chứ. Tất nhiên ngươi chán sống rồi. Ta nói thật, nương tử của hắn sắp bị người khác chiếm đoạt. Hắn sắp bị cấm sừng rồi. Sư bá của ta có nương tử sao? Sư bá có nương tử sao? Nữ tử của người không phải là sư mẫu của ta sao? Đúng rồi sư phụ, ta nói với người chuyện này, người câm miệng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nói rõ đi. Tên cẩu tặc họ Phan ép đồng tình cô nương vào động phòng với hắn. Cái gì? Sư nương của ta, ông không quen, chính là dì Hoa, cô ấy nói với ta người với đồng tình hứa hôn từ nhỏ. Bây giờ tên cẩu tặc muốn chiếm đoạt cô ấy. Người nói xem có phải là người sắp bị cấm sừng không? Bây giờ đồng tình đang ở đâu? Ở Túy Nguyệt lâu bị quan binh bao vây, vào cũng không vào được, ra cũng không ra được. Cứ như vậy đi rồi. Sư bá, tối dẫn sư nương về ăn cơm nhé. Tránh ra đi. Gì quá, sao Mã Thượng Phi chưa về? Sắp rồi, đừng nóng. Mã Thượng Phi, tuyệt đối đừng bay quá đà. Chỉ nói xem Mã Thượng Phi có tìm được anh hùng ca ca không? Yên tâm, chắc chắn hắn tìm được. Không sao đâu. Dì Hoa, ta biết dì đang an ủi ta. Nhưng nếu như Mã Thượng Phi thực sự không tìm được anh hùng ca ca, tỷ tỷ của ta thực sự phải lấy tên xấu xa đó sao? Bây giờ chuyện ta lo không chỉ có đồng tình. Mắt trơ trơ vì thời gian qua đi. Bây giờ điều ta càng lo hơn là dì Hoa, có chuyện gì vậy? Dì Hoa, tên cẩu tặc họ Phan bắt đầu tóm người rồi. Mau dẫn nhân nguyện trốn đi. Mau đưa dân nguyện rời khỏi chỗ này. Dạ dì Hoa. Tiểu thiếu gia đi mau. Chuyện ta lo nhất cuối cùng cũng diễn ra rồi. Bỏ ta ra Phan Nhữ Trinh. Dẫn vào. Dì Hoa, cứu với dì Hoa. Lam Lam, Phan Nhữ Trinh à, thả cô ấy ra. Biết điều một chút cho ta. Ngươi, ta nói với dì Hoa thời gian đã đến rồi. Hãy thực hiện lời hứa đi. Người đâu, lôi đứa con gái này ra giết. Lam Lam, Lam Lam, Lam Lam à, tên họ Phan. Lam Lam, tên họ Phan kia. Lam Lam có thù oán gì với ngươi? Sao phải giết cô ấy? Lam Lam không có thù oán với ta. Vậy thì tại sao? Tại sao à? Vì cô. Lẽ nào dì Hoa không nói với cô sao? Ta đợi cô ở phòng ta. Chỉ cần cô không đến, cứ cách mỗi một giờ ta sẽ giết một người. Đến khi cô cam tâm tình nguyện theo ta. Phan Dữ Trinh, ngươi. Dì Hoa, tại sao không nói với ta chuyện này? Ta không nói với cô là vì muốn tìm cơ hội chu toàn, để cô có thể đáp trả yêu cầu của hắn. Các ngươi không có cơ hội này đâu. Các ngươi thấy hết rồi, sự nhẫn nại của bổn phủ có giới hạn. Cho nên không muốn làm cho người khác tiếp tục ngã xuống trước mặt các ngươi, nên làm thế nào thì tự biết rõ ở trong lòng đi. Đợi đã, còn có ý kiến gì không? Ta đồng ý với ngươi, lập tức tới phòng tìm ngươi. Đông Tình, lời này thật không? Dương Đông Tình ta tuyệt đối giữ lời. Nhưng mà
Ta có một điều kiện, ngươi phải đồng ý với ta. Ngươi nói đi. Ta muốn ngươi lập tức rút hết tất cả binh lính bao vây ở túi Nguyệt Lâu. Cái này, nếu không đồng ý, thứ ngươi sắp có được cũng chỉ là cái xác của ta. Được, bổ phủ đồng ý với ngươi. Nhưng đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của ta. Ta nói trước lời độc ác, nếu ngươi dở trò gì, đến lúc đó ta cho ngươi biết hối hận là gì. Đông Tình, ta không thể để muội chịu nổi tủi nhục này. Dì Qua, giúp ta xem quan binh bao vây có rút đi thật không. Ta không muốn lại làm cho bất cứ một người nào của Túy Nguyệt Lâu đổ máu gì ta. Đi, lên đường. Đại nhân, đám phản tặc Túy Nguyệt Lâu quỷ kế đa đoan, ngài xuất quan binh đi như vậy, lỡ chúng nhân cơ hội mang cháu của Cố Hiến Thành đi, thì sự sắp xếp chúng ta dày công gây dựng trước đó há không phải uổng phí sao? Sao chúng ta có thể làm như vậy? Cẩm Y Vệ tung hoành thiên hạ, ta là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, mấy tên phản tặc nhỏ nhoi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Đừng quên, thứ mà Cửu Thiên Tế muốn có nhất là đồ văn quan ứng của Cố Hiến Thành. Ngươi trông chừng kỹ cháu của Cố Hiến Thành cho ta. Hãy có cơ hội, ngươi bắt hắn đến tuần phủ nha môn, không được chậm trễ. Tuân mệnh. Quan binh đã rút hết chưa? Cũng là lúc ta nên thực hiện lời hứa rồi. Tỷ tỷ, dì Qua không phải nói rồi sao? Quan binh bao vây Túy Nguyệt Lâu đã đi hết rồi, tỷ không cần lấy tên xấu xa đó nữa. Tỷ phải bảo vệ ta cùng đi Liêu Đông tìm Di tướng quân. Nhân nguyện, sau này tỷ tỷ không bảo vệ được đệ nữa. Đệ là nam tử hán, phải dũng cảm, phải học cách biết chăm sóc bản thân, có biết không? Nhưng mà ta không nỡ bỏ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không nỡ bỏ nhân nguyện. Nhưng mà thiên hạ không có bữa tiệc không tàn. Nhớ lời nói của tỷ tỷ, sau này đệ không được khóc nữa, phải biết hiểu chuyện. Trách nhiệm trên người của đệ to lớn, tuyệt đối không thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ, làm gia gia của đệ và những nghĩa sĩ vì bảo vệ đệ mà mất đi tính mạng quý báu, hy sinh uổng phí. Đệ hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Nhưng mà nhớ kỹ lời ta nói. Dương Nguyện, tỷ tỷ muốn làm cho đệ cười. Tỷ tỷ nhìn ta cười này. Đồng Tình, ta thực sự không nỡ. Lẽ nào cũng cam tâm chấp nhận số mệnh như vậy sao? Mệnh nên như thế nào? Ta không theo mệnh thì có thể làm thế nào được? Vừa nãy chắc cô nhìn ra rồi. Cho dù ta lấy cái chết để ép, cứ đổi lại cũng là kế quản binh của tên cẩu tặc họ Phan. Mục đích thực sự của hắn là nhân nguyện. Một khi mục đích của hắn thành công, hắn nhất định sẽ tắm máu Túy Nguyệt Lâu. Mà ta chẳng qua cũng chỉ là cái mạng nữa trong vụ án máu này. Nhưng nếu như cái mạng này có thể đem đến cơ hội thoát thân cho mọi người, thì ta thấy đáng rồi. Dì Qua, đừng làm cho sự bỏ ra của ta uổng công. Nhanh chóng nghĩ cách đưa nhân nguyện rời khỏi Vô Tích Thành. Chạy càng xa càng tốt, càng có thêm được phần an toàn. Ta sẽ cố hết sức kéo dài thời gian, nhưng có thể kéo dài được bao lâu thì ta không dám đảm bảo. Cô nói cô không biết có thể kéo dài bao lâu. Ta hiểu rồi. Để giữ sự trong trắng, cô không tiếc ngọc đá nát tan với tên cẩu tặc đó, có đúng không? Dì Qua, cô đừng hỏi ép tôi. Đồng Tình, ta quá hiểu cô. Nếu cô đã hiểu tôi, thì cô biết tôi sẽ không thay đổi chủ ý. Đồng Tình, làm theo lời của tôi, chăm sóc tốt như nguyện. Đồng Tình tỷ, Đồng Tình tỷ, ái đệ, Đồng Tình tỷ, quế làm ầm lên cứ muốn đến bằng được. Đồng Tình tỷ, chuyện của tỷ họ nói ta nghe hết rồi. Tỷ muội chúng ta với nhau, tỷ nghe lời ta, đừng ngốc như vậy.
Tỷ phải học ta dũng cảm theo đuổi chân ái của mình, nhất định phải lấy người tỷ yêu. Cảm ơn muội ái đệ, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống được như muội, có được sự lựa chọn của riêng mình. Ta thật lòng chúc phúc muội. Đông Tình tỷ, tỷ đừng có đi. Đông Tình, người bạn của cô đã nói với ta, chẳng lẽ cô đồng ý với Phan Nghĩa Trinh rồi sao? Rõ ràng quên biết ta sẽ làm vậy. Quên cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cô biết cô đang làm gì không? Tất nhiên ta biết bản thân mình làm gì. Từ trước đến nay, ta cho rằng Quên là người hiểu ta nhất. Quên biết tất cả mọi thứ ta làm. Nếu cô đã biết bản thân đang làm gì thì cô càng không thể. Không thể? Tại sao không thể? Vì vì Quynh sao? Vì Quynh là thanh mai trúc mã từ nhỏ được hứa hôn từ trong bụng mẹ với ta, hay là vì kẻ thù không đội trời chung quyết hải thâm thù giết cha của ta? Cho dù cô không vì ai, cũng nên vì bản thân cô. Ta đang vì bản thân ta. Ta không cam chịu trầm luân trong phong trần. Ta muốn đạp sòng cưỡi phượng. Ta muốn là một con phượng hoàng bay lên cành cao. Ta muốn nở mày nở mặt làm phu nhân một đại nhân tuần phủ. Ta có gì sai? Ta không sai. Ta không tin đây là sự thật. Lời con nói là lời tức giận, lời nói trái ý mình. Không, tất cả những lời ta nói đều là thật lòng. Cha ta cả đời làm quan thanh liêm, cuối cùng lại bị tàn sát thê thảm, bị chết oan uổng, mà một mình ta cô đơn không nơi nương tựa. Bây giờ ta muốn tìm một chốn để về, tìm một nơi để dựa dẫm. Thì ta có gì sai? Công cô không hề đơn độc. Ta từng đồng ý với Dương Ba Bá về chăm sóc cô. Ta sẽ chăm sóc cô. Không, người đứng trước mặt của ta là Diệp Thiên Hộ, Diệp Đại Nhân, không còn là Hồng Ảnh ca ca của ta nữa. Ta biết cô không tha thứ cho ta, nhưng mà cô hãy nghĩ cho cha cô. Ông ấy chỉ có một người con gái là cô. Nếu ông ấy biết cô không trân trọng bản thân ở dưới suối vàng, ông ấy có thể mỉm cười nơi chính suối không? Vậy Quynh thì sao? Quynh có trân trọng bản thân không? Quynh là môn sinh thụ nghiệp của cha ta, từng là con rể chưa qua cửa của ông ấy. Ông ấy coi Quynh như con mình. Nếu như để ông ấy biết bây giờ Quynh hại nhân gian, tàn sát ma đầu trung lương, ông ấy có thể mỉm cười nơi chính suối không? Tại sao lại nói ta kinh khủng như vậy? Cô phải là người hiểu ta nhất chứ. Bây giờ không còn nữa. Tất cả đều đã thay đổi rồi. Thực sự thay đổi rồi. Giữa hai chúng ta đã trở nên quá xa lạ. Ta không hề thay đổi. Thì dù tất cả có thay đổi thế nào, từ trước đến nay ta đều không thay đổi với cô. Vẫn luôn luôn không thay đổi. Vẫn như trước à? Giữa hai chúng ta giống như chiếc vòng ngọc đã dở này. Tuy nó đã được nạm lại rồi, nhưng mà nó còn có thể trở về hình dáng ban đầu không? Tất nhiên là không thể. Vết sạn này mãi mãi không cách nào biến mất. Giữa hai chúng ta cũng mãi mãi không có lời gì để nói. Ta phải đi trước đây, không thể để Phan đại nhân chờ lâu. Ta nói lại một lần cuối cùng, ở lại đi. Ta cũng nói lại một lần cuối cùng, buông tay đi. Ta mệt chết đi được, chạy mệt hơn cả bay. Diệp Hồng Ảnh, thế tử chưa qua cửa của ngươi sắp nhảy vào hố lửa, ngươi cũng không đi cứu cô ấy. Ngươi có còn là đàn ông không? Anh Hùng ca ca, quên mau đi tìm tỷ tỷ về đi. Anh Hùng ca ca, Đồng Tình cô nương. Cảm ơn huynh Mã Phượng Phi. Anh Hùng ca ca, tại sao huynh không giữ tỷ tỷ lại? Ta cầu xin huynh mau đi tìm tỷ tỷ về đi. Được rồi, ta cầu xin huynh. Được rồi, đừng xin hắn nữa.
người máu lạnh tuyệt tình như hắn có cầu xin cũng vô ích. Điểu nhân, ngươi không ngăn Đông Tình cô nương lại sao? Vậy ngươi bay nhanh như vậy làm gì? Cô ấy muốn ở lại thì không cần ta cầu xin. Không muốn ở lại ai cầu xin cũng vô dụng. Đi hay vậy, ngươi không đi cứu cô ấy, ta đi. Lại đến lúc ta được tự do rồi. Tướng công, chàng làm gì vậy? Đợi ta với. Các người một người ngu một người ngốc, cứu người thế nào đây? Tự tìm đường chết sao? Cuối cùng cô cũng đến rồi. Dương cô nương. Không đúng, là nương tử. Cô làm ta ngóng trông mỏi mòn, mòn mỏi chờ mong. Cuối cùng cũng chờ cô đến được rồi. Ngươi muốn làm gì? Nàng lại đẩy ta nữa, ta không chịu nổi. Nàng đang mong ngươi tôn trọng một chút. Tôn trọng? Ta ở đây đợi nàng lâu như vậy, nàng bảo ta cho quân binh lui về, ta đã cho lui rồi, ta còn không tôn trọng nàng sao? Nàng còn muốn tôn trọng như thế nào? Ta biết rồi. Nàng lạnh nhạt với ta như vậy là vì Diệp Học Ảnh đúng không? Ta không biết ngươi đang nói gì. Nương tử à, chúng ta là người một nhà, đừng giấu giếm nhau như vậy. Nàng và Diệp Học Ảnh là bạn cũ tốt, chuyện này chắc nàng không phủ nhận chứ? Ta không cần phải phủ nhận. Cô ấy đúng là đồng điên hồi xưa của ta. Hai người không chỉ đơn giản là đồng điên, nàng còn là thê tử đã đính hôn nhưng chưa qua cửa của hắn. Chuyện này chắc gì qua không lừa ta đúng không? Nếu người đã để ý quan hệ khi xưa của ta và huynh ấy như vậy. Được, bây giờ ta sẽ đi. Sao ta lại để ý chứ? Chỉ là ta không hiểu, một tên vô năng yếu đuối như hắn, tại sao lại khiến nàng quyết tâm cứ nhớ mãi không quên như vậy? Huynh ấy là người như thế nào? Ta biết rõ hơn ngươi. Chưa chắc đâu. Ta nói cho nàng một chuyện, cho nàng biết con người thực sự của Diệp Học Ảnh. Lúc đầu cha nàng không chịu được cực hình, cầu xin hắn tha cho, nhưng con rể là hắn lại không đồng ý dừng tay. Nhìn giặc phụ của hắn chịu đựng tra tấn, bị giày dò mà chết đi. Nàng nói xem, người như hắn có đáng hận không? Lẽ nào hắn đáng để nàng nhớ mãi không quên sao? Vậy ngươi nói xem, ai là hung thủ thực sự giết hại cha ta? Ta nhất định sẽ nói với đàn hung thủ thực sự. Nương tử, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, cũng không nên ảnh hưởng lương thần mỹ cảnh của chúng ta đúng không? Nàng lại tính dọa nạt ta sao? Bổn phủ vốn định đối xử nhẹ nhàng với nàng, không ngờ rằng nàng lại không biết điều. Vậy đừng trách bổn phủ ta lật mặt vô tình. Súc sinh, nàng định làm gì? Để đã, nàng vừa nói phải động não suy nghĩ. Thả ta ra. Không được, chàng thả ta ra. Ngươi dám làm hỏng việc tốt của ta, ngươi tìm cái chết sao? Dừng tay. Nàng là có ý gì? Ngươi mở miệng ra là tôn trọng ta. Nếu ngươi thực sự tôn trọng ta thì hãy đáp ứng với ta một chuyện. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đảm bảo sẽ không phản kháng nữa, sẽ nghe theo ngươi hết. Nàng lại muốn giở trò gì vậy? Dù sao thì ta cũng thoát được khỏi tay của ngươi rồi. Như vậy, đến một chuyện này mà ngươi cũng không đồng ý thì đừng nói đến chuyện tôn trọng. Nàng ta tính cách mạnh mẽ, nếu không đáp ứng nàng ta, chỉ sợ là ta chưa chiếm được thì nàng ta đã tự sát rồi. Vậy thì không phải quá đáng tiếc sao? Rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không? Đang nói đi, rốt cuộc có yêu cầu gì? Ái đệ, cô đi ra ngoài trước đi, giúp ta chuẩn bị hai cái nến trắng. Nhân nguyện, cứ như vậy ta sẽ giận đó, giữ lấy nó. Con muốn chạy đi đâu? Dì bỏ con ra, con không sợ khỏi Tuyết Nguyệt Lâu cùng mọi người đâu, con phải đi tìm tỷ tỷ.
Dì bỏ con xa đi, con ghét mọi người. Mọi người không cứu tỷ tỷ. Con nghe rõ cho ta, con cứ không hiểu chuyện như vậy thì đông tình tỷ tỷ coi như là phí công. Hoành Hoành, Yên Yến, đưa nó đến mật đạo đi trước đi. Nhanh lên. Dạ. Tiểu tử thối này, con cắn sao? Dương bá bá, ta không thể thực hiện lời hứa chăm sóc tốt đông tình. Cậu trung thành với triều đình của quân Dương, báo đáp nghĩa phụ gian thần. Muốn trở thành một thanh bảo kiếm sắc bén, không được hành động bất cẩn, bao gồm cả tình thân lẫn tình yêu. Vì thanh mai trúc mã từ nhỏ của ta, người đã được đính hôn từ trong bụng mẹ với ta, hay là vì có thù giết cha không đội trời chung với ta? Số cuộc thì ta trung thành với cả đất nước và hiếu thuận với cha mẹ, hay là tên ma đầu gây họa nhân gian đây? Nhân Nguyện à, con ghét mọi người, con không đi cùng mọi người. Nhân Nguyện, ngươi không muốn đi cùng chúng thì đi cùng với ta. Dì Hoa, cứu con. Nhân Nguyện, đứng lại. Nhân Nguyện, đuổi theo, cứu mạng, thả ta xa. Tên khốn nhà ngươi muốn bắt ta đi đâu? Là đứa bé đó. Rốt cuộc nàng muốn ta đợi đến lúc nào? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, nàng không đốt nến đỏ thì thôi, còn nói họ đi lấy nến trắng. Nàng là có ý gì đây? Dù một chút da chút tóc đều là của cha mẹ cho, hôm nay ta muốn tế bái cha ta, nói cho ông ấy ta sẽ gả cho ngươi. Lẽ nào có gì sai sao? Nàng, được, được, ta đợi. Được thôi, ta sẽ đáp ứng nàng. Dù sao cũng đợi đến giờ rồi, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao. Ta đợi là được chứ gì. Làm gì có, đã đến lúc này rồi còn đi đâu tìm nến trắng chứ. Tướng công à, đến hôm nay ta mới biết tên thật của chàng là Mã Thượng Phi. Cái tên này nghe hay thật, rất là đặc biệt. Ta xin nàng đó đừng sớm sẩm được không? Mau tìm nến trắng, cứu đông tình cô nương ra. Nếu mà muộn, nó không chịu tên ác nhân đó, ta làm chuyện gì xấu với đông tình cô nương thì sao? Tên ác nhân đó rất đáng sợ, suýt nữa ta bị hắn bắt rồi. Nhưng mà tướng công chẳng yên tâm, nếu hắn thực sự làm chuyện gì với ta, ta sẽ nói với hắn. Kể từ khi bị tướng công ta hạ thuốc mê, kể từ sau lần đó, ta đã là người của tướng công rồi. Hắn muốn làm gì với ta không có cửa đâu. Câu cuối vừa nãy nàng nói là gì vậy? Ta vừa nói nhiều câu như vậy, làm sao biết được chàng muốn nghe câu nào? Câu cuối đó. Câu cuối sao? Không có cửa, phía trước nữa. Ta chỉ là người của tướng công ta, phía trước nữa. Kể từ khi tướng công ta hạ thuốc mê. Đúng rồi, chính là câu này. Hạ thuốc mê, hạ thuốc mê. Đúng là tốt quá rồi, quá tốt rồi. Ta về tướng công, chàng nghĩ đến điểm chính rồi sao? Không phải, chính là câu nàng vừa nói. Tuy rằng hơi bừng tiện một chút, nhưng có thể cứu đông tình cô nương. Cách gì vậy?